Rồi, hello mọi người nha, đây là Đông Đông nha mọi người. Thật sự là lâu lắm rồi em chưa có xuất hiện trên YouTube của chị Phương. Lý do gì biết sao không? Tại vì ông xã của em về đây chơi với em nên em phải lúc nào cũng bên cạnh ông xã em hết á. Nên em không có rời ông xã em được. Nên hôm nay em có mới 8 tháng 3 là em mới có thời gian rảnh để em ra đây như là dắt người yêu em ra, chồng em ra quán chị Phương ăn thử cho biết. Nói chung là ảnh cũng yêu mến Thu Phương rất là nhiều và rất là lâu. Hôm nay mới có dịp em dắt ra đây ăn. Và Đông cũng cảm ơn tất cả mọi người ở trên YouTube á, thường thường là giống như là trong nhóm mà thiếu Đông á, là mọi người hay nhắc nhở là tại sao lâu không thấy Đông đâu. Tại vì là lý do thì Đông cũng đã nói với mọi người rồi. Thực sự là cảm ơn mọi người rất nhiều. Và tại hôm nay là 8 tháng 3, Đông xin chúc tất cả mọi người, chúc tất cả chị em phụ nữ lúc nào cũng thật là xinh đẹp, vui vẻ và luôn lúc nào cũng hạnh phúc nha mọi người nha. Đó là lý do Đông hôm nay muốn nói với mọi người, là lý do là vắng mặt là đi chơi với ông xã. Khi mà ông xã Đông đi về nhà, ông xã Đông lại thì Đông sẽ có mặt với nhóm vô đếp của Phương lại nha. Cảm ơn mọi người. Ở đây cũng có Ngọc Nhi nữa. Ngọc Nhi nha mọi người. Hello mọi người. Mà biết nói gì trường á. Ngọc Nhi mọi người trên kênh YouTube là nói Ngọc Nhi là dễ thương nè, khi nào cũng náo hoạt hết thì không biết là Ngọc Nhi có cảm xúc như thế nào. Nói thật là em cảm ơn tất cả mọi người dành lời khen cho em nha. Và hôm nay hôm 18 tháng 3 em cũng xin chúc tất cả các chị em phụ nữ nè có một ngày 8 tháng 3 nè vui vẻ hạnh phúc nè bên người yêu và gia đình nha. Bye bye mọi người. Tại vì như ít nói nhưng biết nói gì chưa? Nói gì được. Mẹ nè. Mẹ lại rồi. Rồi hello mọi người nha. Hôm nay là ngày 8 rồi. Tháng 3. Rồi, ngủ nè, ngủ hôm nay là ngày 8 tháng 3 cũng như là ngày 7 và ngày 9 tháng 3 đó, thì hôm nay đó, đó, gì đẹp vậy? Áp đẹp. Áp đẹp. Cười quậy với mẹ. Để gì lâu không? Ủa nãy giờ biết gương chút chưa? Rồi, em chút rồi, em biết gương chút rồi. Rồi hello mọi người nha, này nói đầu tiên thì cho vơ đét của Đu Phương hai mặt nhớ tim vơ đét của Đu Phương. Em mong mà chúc mẹ trước cái bao, mẹ là con gái phụ nữ không ba? Chưa, chị chưa phải phụ nữ. Mẹ có đẻ con. Ý là chưa, nhưng mà phụ nữ, chị là phụ nam. Biết không, hôm nay chị Phương ra trễ không? Chị Phương hôm nay 8 tháng 3 chị Phương cũng được ướt. Ừ, đúng rồi, nhà. Mọi người, hôm nay là mẹ ra rất là trễ, tại vì mẹ đi chơi với ba. Mẹ lén đi chơi với ba từ hồi hả 12 giờ đêm tới bây giờ, giờ mới tẩy trang rồi mới ra đây với nha mọi đi người. Đi từ rất là sớm mà đi trong giấc mơ á. Không phải. Tao mớ á. Xong, thường thường cái khách sạn muốn 12 giờ trưa là trả phòng mà mẹ ngủ lố luôn. Mày ngủ mẹ lấy ai luôn. Mày bị hớ luôn. Ôi tính chết. Ba giờ trước. Ba giờ trước. Ba để cọc tiền lại cho mẹ đó là em tự lo đi. Trời ơi. Giống trong chuyện cổ tích quá vậy trời. Nhìn em giống lọ lem không mọi người. Ok trời. Ok, ngồi đây với mẹ là con. Nhớ toàn con gái của mẹ. Vô đi chị. Ba trẻ dữ. Ủa mẹ nè, mẹ ngoài sau lưng con nè. Cũng phải chụp. Mà đi thoại đâu chị. Dạ có, chị em với. Chị dễ thương nghe, chụp hình mà không có điện thoại. Tối nào cũng 11 giờ. Cũng coi đúng không? Vậy là bị nghiện rồi. Đúng rồi, nghiện chồng ấy. Phải coi. Đại vô đây đại. Rồi. Nãy giờ đại vô quá trời. Vô, thông cảm giùm em nha chị. Tại em ngủ quên, có bầu ngủ quên á. Vô con sẽ em còn chứ quên. Tối nay có lên chưa? Ngày nào cũng lên đó chị. Cảm ơn yêu nha. Rồi hello tất cả mọi người nha. Hôm nay ngày 8 tháng 3 cũng như là ngày thứ 3 thì quán qua đến cũng Đu Phương rất là đông nha mọi người nha. Không biết bữa nay sao thì em ngủ quên mọi người ơi. 9 giờ mấy em mới ra luôn. Em có bầu hôm nay là có Gia Hân nha. Bây giờ vô tụi mình hỏi thăm tình hình sức khỏe của Gia Hân đi mọi người. Mới lành vết thương nha mọi người sau cái vụ tai nạn té xe đó. Ha. Dạ. Rồi em đã bắt cóc được mẹ em rồi. Chà. Thì hello tất cả mọi người. Thì hôm nay là ngày 8 tháng 3 cũng như là ngày lễ phụ nữ. Thì đây là người đàn bà đặc biệt nhất của cuộc đời của em. Chà. Thì hôm nay là ngày 8 tháng 3 con xin chúc cho mẹ được sức khỏe nè. Và luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ ở bên con dạ, suốt đời. Rồi, rất là cảm ơn con. Ok, đây là phần thưởng. Giỏi nha. Ok, đây là phần thưởng con tặng cho mẹ đây. À, cảm ơn con nhiều. Đây là cái mic để tiếng nói mẹ. Nói cái gì? Nói chứ bây giờ mẹ nói mẹ nói gì? Thôi bây giờ con chúc mọi người nhiều và bây giờ là ngày đặc biệt thì mẹ hai lời con mẹ chúc cho tất cả các chị em phụ nữ ở trong nước và ngoài nước đi. Các chị em gì cho trong nước ngoài nè, nước hả? Đó bây giờ mẹ nói là chúc các chị em phụ nữ trong nước và ngoài nước. À các chị gì? Chúc chúc cho các chị em trong nước và ngoài nước. Ngày 8 tháng 3. Ngày lễ phụ nữ. Lễ phụ nữ. Chúc cho chị em vui vẻ. Chúc cho chị em vui vẻ. Gì đó trời ơi mẹ em gài lắm mọi người ơi không biết nói gì luôn mẹ thờ con lành quá. Rồi vô nghỉ mời đi mẹ trời, đó thì như mọi người đã biết thì Gia Hân đó mọi người Gia Hân nghỉ ít lắm
nghỉ có 8 ngày, 10 ngày thì ai cũng hỏi là sao Gia Hân nghỉ, sao Gia Hân nghỉ. Thì bây giờ em sẽ tường thuật lại cho vấn đề của mẹ. Đó, bây giờ là ai vô chiên cho Gia Hân tường thuật lại cái vấn đề mà nè. Chiếc xe nó đâu có làm gì đâu, nó đậu yên một chỗ. Má này cái mồi là má muốn mua cái tủ. Má nghĩ sao người ta về cái tủ xuống mà má dòm cái tủ nè. Đó, bây giờ cái tủ mới đi ton, mới đi như một người con gái. Trời ơi, má đụng vô cái dâm, đụng vô chiếc xe đặt. Ôi hết hồn rồi. Rồi sao, cái tay đỡ chưa? Quá chừng hỏi thăm bà luôn kìa. Người ta tưởng là ai bắt cóc bà kìa. Nghỉ quá chừng nghỉ luôn. Em nghỉ có 8 ngày nha mọi người. Trời ơi, ít nghỉ quá, nghỉ 8 ngày. Thì đó, thì bây giờ chị Phương cũng đã nói rồi. Thì thật sự ra là cái tủ á, em dòm cái tủ chứ em không phải dòm chai nha. Có nhiều người nói trên mạng đó em dòm chai, thực sự em không dòm chai. Đụng vô cái tủ là tét cái tay luôn, là em nghỉ 8 ngày luôn đó. Ủa, nghỉ 8 ngày nghỉ ít ghê á, bây giờ đỡ chưa? Đỡ rồi. Rồi hôm nay ngày lễ phụ nữ đó, Gia Hân chúc cho tất cả mọi người đi. Chúc cho những chị em phụ nữ. Thì hôm nay là ngày lễ phụ nữ, quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 em. Cầm chúc cho đây nè. Dòm vô 3 cái. Ờ thì dòm từng cái chút. Em chúc cho tất cả thế trên phụ nữ trên toàn thế giới ngày 8 tháng 3 thật là vui vẻ nè, hạnh phúc mà. Ai có chồng thì hạnh phúc bên chồng, còn ai chưa có chồng thì cũng được là hạnh phúc không, nha. Những chị gái chưa có chồng thì hạnh phúc bên mày. Thôi má, một cái môn bẹo đây. Đi chơi bánh bẹo thét luôn rồi kìa. Nói chung cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Và đến Vũ Đô Phương thay mặt Gia Hân nè, thay mặt mẹ với thay mặt nhân viên tất cả quán Lan Quế Phường gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Cảm ơn đến cô dì chú bác ở gần cũng như ở xa. Thời gian qua mình đã luôn thương yêu và ủng hộ quán Lan Quế Phường và ủng hộ cái duyên chim của Đá Vũ Đô Phương. Thì hôm nay rất là đông luôn nha mọi người nha. Hôm qua là chương trình là em muốn thuốc ngủ, em có bầu quá. Còn anh cái duyên chim hết rồi. Hết rồi. Dạ, ăn đỡ cho mẹ em cho, có hoa tây chiên không xã? Để em chịu làm đem cái menu qua cho anh nha. Ok. Rồi anh ra bàn đi, em đem cho anh cho. Ok, em chụp hình rồi. Ok, được. Bây giờ anh chụp em còn được, đừng có chụp hình. Quá xinh luôn. Ủa, tắm mà hả? Hai tắm luôn. Quá xinh luôn, quá xinh luôn. Ủa, ba tắm mà hả? Ba tắm được. Không, tính là nguyên cứu album luôn á. 36 tắm. Hết dung lượng rồi. À, hết dung lượng, ok. Cảm ơn nha. Cái gì vậy? Trời ơi, hết hồn. Em đúng nha. Ok. Tháp nào mà lỗ mũi gì nhỏ em. Thôi, để cho nhìn em tên gì? Sao mình kêu 200 nhau còn có 50 hả? Dạ, tại chắc hết rồi đó. Để em kêu lấy pha tê chiên hay gì cho anh nữa nha. Được. Ok, chụp nguyên đám hay sao em? À, hai đứa mình thôi, ok. Qua đây ngồi anh đầu chị, lộn ngồi anh đùi chị nè. Quên, tự nhiên ngồi anh đầu chị, trời nó ngồi thiệt luôn má ơi. Ok, cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn cả lộn, cảm ơn chị. Ủa, cảm ơn anh, tôi muốn vũi tóc lại ghê thiệt. Hôm qua tôi mới uống tóc, giờ kêu tôi bằng anh. Không. Hôm qua uống tóc. Lộn nha. Chị. Dạ. Nói coi hai, ba chị. À, lộn chị. Mày anh hoài, tôi cho ăn cái chanh nè. Nói chứ cảm ơn nha. Dạ. Này 8 tháng 3 có tặng tôi gì không? Mỹ. 8 tháng 3. Tặng gì tối tặng. Tặng gì không? Nhìn gì dưới vậy? Trời ơi, không biết, không biết. Cảm ơn nha, cảm ơn gia đình mình nha. Ủa gì, kêu anh hay kêu chị? Thôi đừng có kêu anh, kêu anh xu. Em nghe. Bà làm cái gì mà kêu bà lấy luôn? Tốn tiền mấy luôn? Tốn tiền hai cuộc gọi điện thoại. Thiếu 6 tờ nha. 6 tờ gì vậy mà? Hôm bữa trả 4 tờ rồi. Anh cạch ra la vô lại đi nhà em đó đó. Hồi nãy tôi bắn cho bà 4 tờ đâu. Ngồi đi. 6 tờ mày chia ta 2 tờ. Tôi mới vừa chuyển khoản bắn Bluetooth cho bà. Chưa có, ta đâu có biết xài điện thoại đâu. Vô đi anh, vô đi anh mập giống em quá. Gì vậy má? Ngồi đi. Má tự anh mập giống em. Mắm đi. Bây giờ nè. Cái giấy số từ nãy giờ tôi kêu tôi điện thoại 2 cuộc đúng không? Thôi bây giờ đi, bây giờ sao, bây giờ anh mua nhiêu thôi? Bây giờ chịu khách đi, đưa tiền này tôi lại giấy số thiệt. Bây giờ bà lấy tiền này bà mua giấy số này cũng tặng. Giờ hết giờ, giá tao dẹp giá. Bây giờ nè, bà đi về đúng không? Tôi hỏi, trả tiền bà luôn á. Hỏi trả tiền bà luôn á. Anh nạp
Vô ngồi đi em đẹp. Chứ mà em đánh trúng lãng hay lắm. Chút nó mới vòng lại giờ đó. Chứ lại bà ổng khô mực nè. Kè lại ổng khô mực. Ổng tặng quà 8 tháng 3 nha bà. Lại ổng khô mực nè. Dạ ơi. Không có nhà. Tự nhiên bán hết rồi bà giỡn nhơ hả? Nè ổng khô mực coi. Sẽ luôn được gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu anh, cùng anh đi đánh đánh rồi. Ông không bật, ông né bà luôn rồi. Cái gì vậy? Ai? Giống không mà? Ai vậy? Ông. Em cũng lấy số rồi nè. Đó. Hello, hello, hello. Dạ. Ông điếm luôn. Hồi nãy lấy có 4 tờ. Ông điếm luôn. 4 mà. Không nghe nó là khó. Rồi anh có lấy 2 tờ. Ông điếm luôn. Dạ, dạ, cảm ơn. Giớt. Giớt cho tụi đây nè. Người ta dưới đây này chỉa nó dinh chờ vậy. Ôi em ơi, quá luôn. Hơi xấu nha. Cười lên. Đấu gần đẹp đây em. Đúng, xấu. Rồi, okay, em thương nữa, em nữa. Bởi vì giúp mẹ. Ông kêu ta trước mà, 8 tháng 3 mà. Mày đưa lũ đích, sao ta chụp. Mày vô duyên quá. Ok. Đi ra hỏi kè ông khu mật kè. Ông đưa cái kè cho bà kè. Đẹp trai quá gì. Hey. Cái quần này mặc cho em nha mà em tập thể dục. Mặc được cho luôn. Tắm đi ông ta đừng ra cứu đồ hộ nha, nó xé quần. Đó. Vậy kêu tên tôi hoài vậy. Phương ơi, trai quá ha. Lấy gì vậy mà? Bán đồng quá. Bán đồng. Mà bóc túi người ta đó hả? Bà có bóc túi tao không? Bà đừng tưởng là 8 tháng 3 bà muốn làm gì mà không đi nha. Ờ là bà đi thiệt đó. Bán mấy tờ? 5 tờ, 6 tờ, 15 nghìn là sao? Đó. Yeah. Tặng 1 tờ. Nghĩa là tặng 1 tờ 8 tháng 3 đâu. Nè 8 tháng 3 vui vẻ rồi, đây 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 giúp cho. Nè 8 tháng 3 nè, tặng cho em. 8 tháng 3. Anh đến bà đó ai đó yeah. Gì trả bà nha. Dạ cái gì, cái gì nó không được 6 ngàn nó lấy 6 tờ đáp lấy tiền luôn. Giờ giờ đi điên vòng đi bà gửi á, ý là bà gửi á, đừng có mua nha, bà gửi giữ giùm á. Rồi vậy đâu nữa, lại công an thành sự. Công an nào? Đó thằng mà hôm qua mày nói á. Quay cho Vương rồi nè. Sáng không? Cho mượn cái đèn để làm cái đèn không? Đây đèn đây. Sáng không vậy anh? Xích vô kìa, gọi cười quá. Răng làm đâu điệu quá. Đưa chú, mình xấu quá chú. Em mua dầu chú về. Mẹ. Chồng của con rồi mẹ. Bài thơ quay không? Lấy gì vậy má? Tự nhiên biết tôi bận lấy chồng này lấy gì hả? Nghe không cũng bận. Ta bên gặp trai cái bà nhỏ nhẹ, còn bà gặp cái đàn bà thì tự nhiên bà lên đàn ta. Ta mới biết trốn tôi nhờ. Nó có duyên ta chết liền, mua với chỗ mà đứng lâu á. Ai? Trước ông kia, ông kiếm gì trước kìa. Cái ông đạp xe á.
đâu hả? Phải má em qua lấy một con chấm đi. Không dạ lâu qua lấy giùm đi. Qua lấy không xấu còn không năm mà hết rồi. Số bao nhiêu tệ? 11 nè. 9.000 được không? Không giờ còn có 9.000 à. Mẹ đứng đây lấy tiền nha, 11 ngàn tờ. Trời không, nó lại bán như vậy đi. Ôi, tùy quá à. Chơi, chơi bỏ đi. Bỏ vô tôi. Trời ơi, rớt cái gì nè. Của bà tao. Của bà nè. Đâu hả, đi đâu hả? Lấy thấy bữa nay thấy Ngọc Nhi đẹp không? Thấy Ngọc Nhi đẹp không? Không nói nó chuyện. Có bồ, anh có bồ. Đông đông nè, chút. Đang đưa cái lính thôi ông nội. Bà đi lại mà đi đâu? Đây. Đâu mà nói sao mày như vậy? 9 tờ 100.000. 9 tờ 100.000 hả? Ờ. Trời ơi, đại đi. 3 triệu mấy hả bà? Sao vậy xấu ngồi chứ hả? Bỏ vô chi mày? Không, đưa đây. Cậu ngu thôi đưa đây. Rồi. Quá, tao gặp rồi. Số này trúng rồi. Lấy giùm hai mấy ngàn giùm tao, 22 ngàn. Trời ơi, quay lại khách kêu kìa. Mấy cái số mà kỳ quá. Cho bà ấy bán cái giòi.